trăm năm. 25, 25 là tấm vé cờ kinh. Chị theo nghề lô tô của chị là tính tới nay luôn là cũng được 12 năm rồi cưng. Từ cái lúc mà chị bước đầu đi theo đòn, rồi từ bán vé cho tới hát luôn tí à. Nó thẳng ra là ngày xưa rất là khổ cưng ơi, rất là khổ cực lắm. Tại vì hồi đó mà đi theo đoàn hội chợ đó, chứ không phải như bây giờ. Ngày xưa là đi theo đoàn hội chợ mưa gió bão bùng, nhiều khi chỗ ăn chỗ ở nhiều khi cũng không có nữa. Ở trong dưới sân khấu đó, mưa ngập lụt còn nhiều khi là không làm được nữa, hoặc là chỗ vắng khách nữa đó. Còn bây giờ mình được có một cái là nó đỡ hơn nhiều, tại vì mình được cái chỗ mà tại Sài Gòn ở đây là có chỗ này coi như là không sợ mưa gió gì hết đó, cho nên là đỡ rất là nhiều. Đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời này là chị cũng mới theo mà chị Lộ Lộ đây là cũng được Lộ Lộ là chủ đoàn đó, thì cũng theo Lộ Lộ cũng được năm mấy rồi. Hồi xưa anh có tham gia một cái phim điện ảnh lô tô, lúc đó là một diễn viên, thì anh nghĩ là sau cái phim đó anh sẽ làm gì đó với lô tô, bởi vì lô tô một loại hình rất là hay, hấp dẫn người xem và nhiều thứ nữa. Cho nên là khi mà anh quyết định là làm cái gì đó cho nghệ thuật thì anh đã chọn lô tô để anh mở một cái đoàn lô tô như bây giờ. Việc hàng ngày của anh hả? Thì phụ cho đoàn được cái gì thì phụ. Mấy chị gái thiệt thì đi hát nè, rồi còn có mình Cường thì ở nhà thì sắp gấu nè, rồi set up sân khấu này nọ kia, nói chung là phụ được cái gì thì cứ phụ. Lô tô Sài Gòn Tân Thời nó không đơn thuần chỉ là một cái chương trình xổ số để cho mọi người trúng quà nữa, mà nó đã, mà đoàn đã cố gắng tạo thành một cái thương hiệu. Với các cái chủ đề và các cái trang phục, các cái make, kể cả make up, đầu tóc, trang phục, bài hát, nó như là một cái chương trình ca nhạc vậy đó. Thì cũng cố gắng là nó nâng tầm lô tô lên một cái tầm cao mới. Thì thực sự mà nói thì tới ngày hôm nay thì khán giả đã biết đến lô tô Sài Gòn Tân Thời qua từng cái chủ đề, và mỗi một cái chủ đề đưa ra thì khán giả đều chờ đợi để mà xem. Thì nếu mà em coi kỹ thì nội dung thì nó sẽ giống, rất là giống nhau. Nhiều đêm diễn nếu mà cứ liên tục như thế thì nó sẽ, khán giả họ cũng dễ nhàm chán lắm, cho nên mình bắt buộc là trong cái xu hướng chung như thế là mình phải có sự thay đổi. Thì cái thay đổi của anh là mỗi đêm thì anh yêu cầu là các bạn là có một cái layout riêng, chủ đề riêng, chứ nó không giống như những đêm những hồi xưa thì cứ đêm nào cũng giống như vậy thì khán giả nó sợ, họ sẽ chán. Giống như là tổ nghiệp cho mình cái duyên cưng ơi. Chẳng hạn như cái thế giới như chị nè, có sao nó vậy, là như 10 người đều có cái duyên, có cái duyên với tổ. Chẳng hạn người thì biết xiết nè, người biết hát. Ở như chị thì chị rất là thích hát từ hồi còn nhỏ rồi, mười mấy tuổi là chị biết hát. Biết cho lắm, nhưng mà cái lý do nhiều nhất chẳng là đam mê. Đam mê được đi diễn. Đi diễn rồi lại hát với tôi, lại tạo nhiều tiếng cười cho khán giả. Vọng là với một cái phiên bản mới đó thì khán giả sẽ nhìn với một cái ánh mắt không còn kỳ thị nữa, và nhìn đó, đó là những người nghệ sĩ kêu lô tô chứ không còn là bóng hát nữa.